chào cô chú anh chị và các bạn nha. Lời đầu tiên cho phép Duy Thiên gửi đến cô chú anh chị và các bạn lời chào sức khỏe cũng như lời chào trân trọng nhất. Thì mấy bữa nay bận công việc quá không có đăng cái video clip nào hết. Và hôm nay lên đây chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn một cái vấn đề như sau. Vấn đề hôm nay tôi muốn nói ở đây là cũng như là muốn nhắn gửi đến những tăng sinh viên cũng như là đến những thầy cô giáo, những bậc phụ huynh, những cái người có cái định hướng sau này cho những tăng sinh viên, những người theo đuổi những cái đam mê, những cái ngành nghề mình học đi đến những cái kết quả tốt đẹp hơn. Thì vấn đề hôm nay tôi muốn chia sẻ ở đây nó có vấn đề như thế này nè. Thì tôi thấy tại vì tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh mà. Thành phố Hồ Chí Minh thì rất nhiều cái trường đại học đào tạo ra những cái sinh viên, những cái ngành nghề nó khác nhau. Nhưng mà đôi lúc á cũng thấy có nhiều em nó mất cái định hướng, nó mất một cái mục đích, nó mất một cái mục tiêu để mà nó theo đuổi. Tại vì cô chú anh chị các bạn cũng biết rồi. Muốn ra trường thì cũng vào học ít nhất 2 năm, 3 năm, 4 năm. Đó. Nhưng mà trước khi nói cái này tôi cũng phải nói nè. Tôi thì cũng chẳng phải là sinh viên, tôi chẳng qua là một thằng sửa xe thôi. Mà lên đây tôi biết cái gì tôi nói cái đó. Cô chú anh chị hay nghe dỡ bỏ. Rồi tôi vô vấn đề chính nha. Thì đa phần các em bữa nay nó có tình trạng này nè. Cái thứ nhất là nó bị gọi là mất trước khi mà nó vô nó là sinh viên á. Thì có nghĩa là chuẩn bị mà khăn gói lên đường, nó chưa xác định được một cái mục tiêu, cho nên tôi mới gọi là mất định hướng. Đó, mất định hướng là sao? Đa phần các em nó học hết 12, bắt đầu nó thi cái này cái nọ rồi, bắt đầu cái giai đoạn mà nó chọn cái ngành, cái nghề, nó chọn cái trường để mà nó học, nó mất cái định hướng đó đi. Nó không biết xác định là nó học cái gì, nó học ra để nó làm cái gì, cái sở thích nó như thế nào, nó có đam mê hay không, hay là nó mất định hướng, đúng không? Mà một khi nó mất định hướng rồi đó là bắt đầu nó suy nghĩ đơn giản thôi, học cái nào cũng được, học cái nào cũng được, bắt đầu là nó bị mông luôn, nó nghe này lời người này, nó nghe lời người kia, đó là mới bước đầu thôi. Đó, còn khi mà bước vô học rồi mới thấy cái này người này bàn ra, người kia bàn vô, học cái đó mai mốt ra trường khó xin việc lắm, học cái đó ra trường học cái trường đó, cái trường A, cái trường B, trường C mai mốt ra trường khó xin việc rồi, ra mày làm ở đâu, mày không có về quê làm được gì đâu, mày học cái đó mày chỉ làm thành phố thôi, hay là học cái đó ra nhiều người ra trường làm thất nghiệp lắm, đó là cái mất định hướng, đúng không? Cái tiếp theo là cái gì? Là nó gọi nôm na lại là gọi là theo cái ý kiến của gia đình. Cô chú anh chị biết theo ý kiến gia đình như thế nào không? Vậy nè, học hết 12 rồi, chuẩn bị là đi học đại học, ví dụ vậy. Thi mày thi vô cái trường đó đi. Mày thi vô cái trường A, trường B đi. Mai mốt tôi nói ví dụ thôi, mày thi vô mày học cái trường kia đi. Tôi cũng không dám nói rõ cái trường gì, nó mất công mất lòng. Tôi chỉ nói vậy thôi, trường A đi. Mai mốt về có chú mày, cậu mày, tao nói một tiếng vô là lương tháng 7-8 triệu, 9-10 triệu, gần nhà gần đồ, thấy không? Có phải là theo cái nguyện vọng của gia đình không? Nhỏ cắm đầu cắm cổ vô học, học mà đôi khi học không phải gì nó thích cái đó, mà chẳng qua là lúc nào trong đầu cũng dần dẳng là học cái đó đi, thôi bà má ba nói học cái đó về làm với ông cậu, ông chú bà gì đó xin việc cho nó dễ, nhảy vô một cái làm tàn tháng được chục triệu cái tiền thưởng đồ đó đó, có nghĩa nó thấy cái kết quả trước mắt của nó, nó đi học chứ nó không có đam mê. Mà cái dòng của nó mà nó học nó không có đam mê cũng giống như là một người mà giống như là thích cơ khí, học ngành cơ khí nó thích lắm, máy móc đồ chế tạo ô tô, mà bây giờ nhảy qua biểu là học bên thiết kế gì quần áo rồi nó, hoặc là bây giờ là học theo cái ngành ra ví dụ như công nghệ thực phẩm hay ví dụ vậy, cái toán thì nó đâu có thích,
không? Cái đam mê trong người của nó là cái năng khiếu rồi, nó phát huy thêm, nó học cái gì nó làm. Bây giờ nó nghe theo lời gia đình, nó đi học. Rồi, đó là cái ý thứ hai. Cái ý thứ ba là cái này hơi bị nhiều nè quý vị, là theo bạn bè. À, hồi xưa học 11, 12 lớp, ví dụ có 3, 40 đứa rồi đó. Bây giờ nghe nói tụi bay vô Sài Gòn học cái trường đó, trường đó, không, tao cũng vô trong đi, cứ bắt xe vô trong đó thì cũng học với nhau. Ơ trò, tối tối đánh bi da không vui không? Sài Gòn nó khách quen người mà, mình ở quê chung tay bắt cứ vô đi, vô vụ vậy tập trung vô vụ vậy. Mấy ông đó học trong tỉnh, trong trường, giờ vô tụ tập đánh bi da, rồi đi chơi, đi ghẹo gái, rồi đi nhậu nhé, có không? Tôi nói có, la cà cũng có bạn có bè ở chung. Dù sao nữa vô bỡ ngỡ mình gặp mấy thằng xưa chung lớp khoái lắm, trời ơi, nhập vô là thôi chứ khoái cực kỳ. À, nhập vô là tự động nó tự là anh em chơi thành vui. Đó là theo bạn bè. Chứ bây giờ không lẽ bạn bè nó vô trong đó nó học hết trơn à? Mình ở ngoài này mình học mấy cái trường ngoài tỉnh này ra nó buồn lắm, buồn lắm. Thôi cứ đi đi, tụi nó đi được mình đi được, còn mai mốt có ra trường xin việc được hay không, học hành như thế nào, tốn kém như thế nào, tính sao đi. Đó là cái gọi là theo tiếng gọi của bạn bè. Cái ý thứ tư là theo sở thích cá nhân. À, theo sở thích cá nhân nó có hai mặt, một mặt tích cực và một mặt tiêu cực. Cái mặt tích cực ở đây là ví dụ như anh theo cái sở thích cá nhân của anh, à bây giờ con chọn cái trường đó, một hai là con phải đi học cho bằng được, ok, dù khổ không có tiền cho mẹ con ráng làm thêm bưng bê ở quán ốc này, làm ngoài giờ như thế nào để có tiền con học. Cái đó là cái mặt tích cực. Còn cái mặt tiêu cực nè là theo sở thích cá nhân này nè, cái cá nhân nhỏ này nè, trong cái cá nhân nhỏ này nó có hai ý. Một ý là đi theo hai ba đứa bạn thân gần nhà, trong khi tụi nó phát huy được, ví dụ như nó giỏi bên kế toán, nó đi học kế toán, anh chàng này chả có cái gì hết trơn cũng à lũi vô tao đi theo mày tao học kế toán, ví dụ vậy đi, thi vô cái đó để vô đi mày, thực chất anh học không có bằng người ta. Rồi cái ý mà theo cá nhân nhỏ nữa là vậy nè, cái tình trạng này là có. Hồi xưa học 11, 12 quen nhỏ bạn gái, yêu đương tuổi học trò thôi, giờ nhỏ nó vô Sài Gòn hoặc là con nhỏ ra Đà Nẵng học bằng mọi giá phải đi theo cho được, không đi theo là mắc bồ à, mắc người yêu à. Đi theo nhưng mà đâu, cái sự học là nó dài lắm mấy em à, nó cho cả cái tương lai. Còn đã yêu đương với nhau rồi thì tin tưởng với nhau chứ đâu cần phải đi theo giữ kè kè. Đó là bốn cái ý tôi muốn nói cái xu hướng của sinh viên như thế này. Rồi bắt đầu theo nó là cái gì? À, cái hậu quả này. Thứ nhất là gì? Anh bị mất phương hướng. Anh vô trong này anh đi nghe theo lời gì, như những cái gì hồi nãy tôi nói là theo lời gì? Nghe lời gia đình, nghe lời của bạn bè như thế nào. Bắt đầu anh vô anh học một thời gian anh chán, anh lên lớp học anh nợ môn, anh nợ thầy, anh đi học nó chẳng qua là đi cho có lệ thôi chứ anh chả có yêu thích gì nó hết à, đúng không? Đi mà giống như ép buộc bây giờ chứ có đam mê nó đâu mà học. Bây giờ tôi đam mê dẫn ốc, tôi đam mê đứng thợ tiện, bắt tôi qua mà thiết kế thời trang, bắt tôi qua làm cái này cái nọ, tôi đâu có chịu, gò bó tôi không có chịu đó, thấy không? Rồi bắt đầu cái thứ hai của cái hậu quả nó là cái gì? Đó là hối hận. Anh học 1 năm, 2 năm rồi anh mới bắt đầu tá quả ra là xe lòng. Muộn rồi, tiếng thôi luôn nè. Học nữa thì phải học đó, nhưng mà nó chả có kết quả gì, nó không có ham hố gì chứ. Mà anh ngừng lại là nó lãng phí biết bao nhiêu tiền. Tiền phòng trọ một tháng bao nhiêu, tiền ăn một tháng bao nhiêu, bao nhiêu công sức bao nhiêu, sách vở, tất cả những thứ rồi
cô chú anh chị biết rồi, tăng sinh viên mà ôm sách ôm vỡ mang ba lô vô trong thành phố hoặc là mà đi tốn lắm. Có những em tiết kiệm thì không sao, làm thêm làm bớt chứ không có là hàng tháng mà gia đình gửi lên nha, nhất là mấy nhà mà trong diện khó khăn khổ lắm, ở quê mà làm gì đâu ra tiền nhiều. Nhà khá giả thì mấy cô cậu mày lại phá, nhà mà khá giả một cái tôi thấy rồi, tại vì nhiều tiền quá thôi. Sinh viên bây giờ sướng lắm, sinh viên bây giờ là đi xe phân khối lớn mới chịu, laptop thư giữ hàng đêm biết chị em rảnh rỗi, anh em trao dồi kinh nghiệm game, game suốt. Tôi vô trong mấy phòng mấy nhóc nào là quýnh game không, tao gửi nó quýnh cái gì mà sẽ cái uống biệt hả, chia sẻ lên này nọ đó. Nhà khá dạ chứ mấy anh nghèo đi theo đó là chết rồi. Nó sơ qua cái ý thứ hai, cái ý thứ ba của hậu quả là cái gì, là buông xuôi khi mà không còn đam mê nữa đó. Khi không còn đam mê theo cái trường mình học, theo cái ngành mình học là các anh buông. Thay vì một tuần các anh học 3 buổi, học 2 buổi, cà lơ bất phơ, đi làm thêm, làm bớt để kiếm tiền, làm cái này, cái nọ, rồi vậy rồi. Đôi khi nó cà lơ bất phơ, cà lơ bất phơ. Nhưng mà ở ngoài quê, cha mẹ, những cái người mà gửi tiền cho mấy cái em sinh viên này đó, không có biết đâu. Không có biết đâu. Nó buông xuôi rồi, nó chán lắm, nó không, đó là chưa kể một khi mà nó đã nản cái ngành nó học, nó không xác định được cái định hướng đó rồi. Nào là yêu đương, nào là nhậu nhẹt, rồi bắt đầu là không cái bài dở đồ cái gì nữa, ai mà kèm cặp nó nữa, nó đi nào đi, nó về nào về đó, vậy thôi mà. Rồi tất cả những ý lại nó đúc kết làm cái vấn đề đó là cái hậu quả. Cái hậu quả là cái gì? Trong cái hậu quả này nó nhiều câu khác, nó nhiều cái nhánh. Thứ nhất vậy chứ, cái hậu quả nó xảy ra như vậy, ra trường có sinh viên có gì được đâu, có lương hương nữa. Cái trách nhiệm ở đây đầu tiên là nhà trường, nhà trường phải làm sao phải có những cái buổi giao lưu nói chuyện với các em để các em định hướng được cái con đường các em đang đi cho nó chính xác, đã đi là đi tới cùng, chứ đừng có lỡ dở lương hương, nó tốn tiền của gia đình, nó tốn tiền của xã hội, đúng không? Nhà trường phải định hướng chứ không phải là mình cứ bập vô là nhận học, bập vô là rồi em cứ đi học thì hôm nay nào không có được, phải sâu xa vô đó. Cái trách nhiệm thứ hai là thuộc về gia đình, gia đình không nên định hướng các em theo cái hướng của mình, cứ để các em nó tự do nó lựa chọn, mình chỉ góp ý thôi, gọi là khôn nhờ rồi chịu. Con cứ làm những gì con thích, con cứ làm những gì con đam mê để con phát triển thêm, trao dồi thêm, thì các em nó càng học nó càng có đam mê. Chớ cứ nhồi nhét vô nó, mày đi theo ông cậu, mày em theo bà gì, mày mai mốt mày làm theo mày học cái nghề đó, mai mốt về tao xin việc cho lương tháng mừng mấy 20 củ thì là giết chết các em đó. Rồi còn một cái nguyên nhân cuối cùng, mà cái hậu quả cuối cùng, lộn, cái hậu quả cuối cùng cái gì tôi nói nhầm, là cái bản thân các em phải cách chịu, cái đó là cái hậu quả nặng nhất. Bắt đầu suy nghĩ nè, mình học tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc, cuối cùng bây giờ không học được cái gì hết. Cuối cùng ra trường xin việc thì cũng chả bằng ai, tại vì cái căn bản mình không bằng người ta, làm sao bằng cái gì mình mới giỏi hơn người ta. Một cái trường đào tạo hàng năm đào tạo ra biết bao nhiêu người, tôi không tuyển được người này tôi tuyển người kia, thiếu gì. Bây giờ sinh viên thất nghiệp rất là nhiều, là cái tình trạng đó. Ví dụ cái thằng kia nó 7 điểm, anh mới được 10 điểm, anh mới giỏi hơn người ta mới tuyển anh, đúng không? Cho nên sao, tất cả những cái vấn đề trên cộng lại bây giờ là sinh viên ra trường thất nghiệp là nhiều, lỡ dở lương học cái ngành này mà ra đi xin việc người khác, thấy chưa? Nó phí không? Phí mấy năm trời không? Phí biết bao nhiêu tiền của không? Nhưng clip hôm nay tôi xin kết thúc tại đây. Tôi chỉ có một lời khuyên đối với gia đình, nhà trường, gia đình và các em, hãy suy nghĩ kỹ
trước khi học một cái trường cái này nào, cái trường nào, rồi mai mốt mình làm như thế nào, cứ theo cái đam mê của mình, đừng nghe lời ai hết. Rồi, bye bye cô chú anh chị và các bạn nha, hẹn cô chú anh chị và các bạn trong clip sau.